đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và chúng ta đang được theo dõi chương trình mở màn của quý 2. Vâng, để mở đầu cho quý 2 này thì bốn thí sinh góp mặt trong trận hôm nay cũng là những thí sinh rất xuất sắc với số điểm tổng kết học kỳ trung bình các môn là 9,2 là thấp nhất. Và ngoài ra thì họ đều có những sở thích, những sở trường liên quan đến hát nữa cũng rất thú vị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ đã đến lúc gặp gỡ bốn thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Đặng Trung Hiếu đến từ trường Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội. Ở vị trí số 2 là bạn Vũ Trung Kiên đến từ trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình. Ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Hoàng Nguyên Vi đến từ trường Trung học phổ thông Thống Nhất Đồng Nai. Và bạn Trần Thị Lâm đến từ trường Trung học phổ thông Núi Thành Quảng Nam. Rồi, các bạn thí sinh của chúng ta đã có mặt ở sân khấu này và tôi muốn hỏi Trung Hiếu đến từ trường Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội. Bạn là người có điểm tổng kết các môn là 9,2, quán quân Olympia trường, hai lần được trao bảng vàng danh dự họ Đặng Việt Nam. Làm thế nào để được có cái bảng vàng danh dự của mỗi họ thế ạ? Dạ, đơn giản là em có giải từ cấp thành phố trở lên thì mình sẽ được bảng vàng. Bảng vàng của Việt Nam nha, chứ không phải là ở mỗi quê hương mình thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Quá là xịn luôn ạ, họ Đặng tự hào về bạn. Ngoài ra thì Trung Hiếu còn có một số khả năng về tiếng Anh rất hay. Đó chính là có thể bắt chước tiếng các nước khác chính xác mặc dù không hiểu mình đang nói cái gì. Dạ vâng ạ. Sawadika. Tiếng Tây Ban Nha. Muchas gracias. Điều này sẽ là chào mẹ. Hello, xin chào mình. Ich heiße Hiếu. Ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Hanoi. I will try my best to reach the highest position in the contest today. Wow. Cái ngữ âm của em nói rất chuẩn đấy. Và bên cạnh Hiếu thì còn có Uyên Vi, cũng là một bạn có một sở trường là ngoại ngữ. Bạn là một người có một kết quả học tập rất xuất sắc, đó là điểm trung bình môn 9,4, hai lần đạt danh hiệu học giỏi sống tốt. Tôi đang nghĩ là không biết là cuộc sống của mình đã đủ tốt hay chưa, hay chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tưng 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 tưng. Không biết là tiêu chí nào để mình có thể đánh giá cái sống tốt này ạ? Mình sẽ có một cái bảng để ghi những cái việc làm của mình trong đời thường về những cái thành tích học tập, thì người ta sẽ xét hai khía cạnh là học giỏi và sống tốt luôn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Trung Kiên. Bạn ấy có một sở thích là vừa học vừa nghe nhạc này. Và nếu như mà không có nhạc thì không học nổi. Tình cờ hồi đầu năm lớp 10 thì em học thế này là em bắt đầu kiểu em thấy hơi chán một chút, thế này em bắt đầu ngồi em nghe nhạc. Thế sau này đến lúc nghe nhạc được không lâu thì em phát hiện là bắt đầu em bị muộn bài. Thế nên em bắt đầu ngồi em quay lại vừa nghe vừa nhạc, vừa ngồi em vừa học luôn. Và bằng một cách nào đó em thấy nó khá là hiệu quả với em. Thêm một thông tin về Trung Kiên, đó là bạn đạt huy chương vàng đấu trường toán học châu Á và là một K-pop fan chính hiệu. Hôm nay Kiên hình như là cũng chuẩn bị một bài hát đúng không? Dạ, không hẳn là một bài hát ạ. Thì đến đây thì em sẽ chuẩn bị bài nhảy đúng hơn. Sân khấu này là của em Kiên ơi. Bạn vừa giỏi nhảy vừa giỏi toán, người ta gọi là nhảy số đấy. Và bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Trần Lâm đến từ trường Trung học phổ thông Núi Thành Quảng Nam. Bạn là người có điểm trung bình học kỳ 9,7, sở trường là văn học, tuy nhiên khả năng là chuyển những bài thơ yêu thích thành lời rap. Cái này hay nha, hay nha. Dạ em xin được thể hiện phần rap bài Trao Duyên trong truyện Kiều ạ. Xin mời bạn. Kể em khó chịu lời, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Giữa đường đất gánh tương tư, kêu loan chấp mối tơ thừa mặt em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ướt khi đêm chán thề. Sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình không lẽ hai bề vạn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, sức tình máu mụ thay lời nước non. Chị dù tiệt nát sương mồ, ngậm cười chiến suối hãy còn thơm lây. Quá siêu rồi. Quá giỏi luôn, quá giỏi. Rất rất giỏi, cô giáo Văn tự hào về bạn. Lâm còn có một giọng nói như kiểu một biên tập viên truyền hình luôn á. Dạ, ước mơ của em lớn lên là cũng sẽ trở thành một biên tập viên truyền hình đấy ạ. Cái giọng nói của em là một lợi thế á. Ta chúc là Lâm sẽ có thể thực hiện hóa được ước mơ của mình nhé. Dạ vâng ạ.
Còn bây giờ thì các thí sinh của chúng ta sẽ đến với những thử thách đầu tiên ở trong phần thi khởi động. Square. Bánh trưng nguyên tử. À không phải. Đúng vậy. Không Minh Trần thèm mùi à. Tiếp tục là 10 điểm. Bây giờ là phần thi khởi động. Các thí sinh của chúng ta sẽ lần lượt trải qua 3 lượt thi khởi động với những câu hỏi tương ứng là 8 câu, 12 câu và 16 câu ở mỗi phần thi. Bây giờ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu 8 câu hỏi đầu tiên. Các phép biến hình có tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm được gọi chung. Giờ hình. Đúng là như vậy. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào? Kiện, nitơ. Chính xác. Dễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ bộ phận nào? Trung kiện, lồng hút. 10 điểm nữa. Tìm khởi ngữ trong câu sau làm khí tượng ở được cao thế mới là lý tưởng. Trung kiện, làm khí tượng. 10 điểm tiếp theo. What flat shape has four sides of equal length? Trung hiếu. 490 degrees. Square. Chính xác. Sông Vàm Cỏ thuộc lưu vực hệ thống sông. Trung hiếu. Sông Tiền. Đồng Nai à? Tia X là một loại sóng, có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia điện lâm. Bão hoa. Điện từ ạ. Lạc ngư là tên gọi thời xưa của con vật nào? Trung hiếu. Cá sấu. Chính xác. Và đó là 8 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động này. Và số điểm các bạn đang có là Trung hiếu có 15 điểm, Trung kiên có 40 điểm. Hiện tại bây giờ tạm dẫn đầu là Trung Hiếu và Trung Kiên. Uyên Vi và Trần Lâm có vẻ như là mới bắt đầu thì hơi hồi hộp đúng không? Hít sâu thở đều, cười thật tươi. Đúng rồi, một tinh thần bình tĩnh để chúng ta bước tiếp tới những câu hỏi tiếp theo. Bây giờ là 12 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 2. Ở đội hình thi đấu trên sân trong môn bóng đá 11 người cầu thủ nào? Không mong ạ? Đúng là như vậy. Tính dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào độ của chất bán dẫn. Trung kiện. Tinh khiết. 10 điểm. Động vật tiêu biểu nhất của châu Nam Cực là gì? Trung hiếu. Chim cánh cụt. Đúng là như vậy. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, phe trục gồm 3 quốc gia chính là Đức, Nhật Bản và... Trung kiện. Ồ, Mỹ. Italia. Carpenters traditionally work with what main material? Trung hiếu. Wood. Đúng là như vậy. Bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc do họa sĩ nào sáng tác? Trung hiếu. Điện Bình Châu. Đúng là như vậy. Trục tung hay trục hoành còn được gọi là trục cô xin? Trung kiện. Hoành. 10 điểm. Di tích quốc gia đặc biệt khu Long Mộ và đền thờ các vị vua triều Trần nằm ở tỉnh nào? Nguyên Vi. Dạ Hà Nội ạ. Thái Bình ạ. Trên bàn cờ tướng cùng một màu cờ có bao nhiêu loại quân cờ khác nhau? Trung hiếu. 32. 7 ạ. Câu 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng hoang. Bánh trưng bánh rời. À không phải. Sling thủy tinh ạ. Phần não nào phát triển nhất ở người? Trung kiện. Ở não. Đại não ạ. Một chất điểm dao động điều hòa khi chất điểm ghi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì đại lượng nào có độ lớn tăng? Vận tốc, thế năng, nhi độ. Đáp án là vận tốc. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ 2. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là Trung Hiếu có 40 điểm, Trung Kiên có 60 điểm và 10 điểm thuộc về Trần Lâm. Đó là những câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 2 và chúng ta còn có 16 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 3 nữa. Đặc biệt là Uyên Vi, khởi động mà là mình làm nóng cơ thể Vi ạ, cho nên là mình cứ mạnh dạn bấm được câu nào hay câu đấy nhá. Cố gắng hết mình. Chúc các bạn thật may mắn thành công với lượt câu hỏi thứ 3. Cực âm và cực dương của viên pin được ký hiệu lần lượt với hai đầu nào? Trừ cộng. Đúng vậy. Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non, Lâm Chi người cũ chàng còn nhớ không? Trung kiên. Kim trọng. Thúc sinh mới đúng ạ. Hai đường chéo của hình thoi tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ? Trung hiếu. 90. Chính xác. Trong lịch sử nước ta, ai là người đã trực tiếp chỉ đạo các quan xưởng chế tạo súng thần cơ và đóng các thuyền chiến có lầu? Trần Lâm. Hồng Minh Trừng. Đúng là như vậy. Sự trao đổi khí của loài cá được thực hiện qua bộ phận nào? Trần Lâm. Mang. 10 điểm nữa. 426251 là một số đội hình thi đấu tiêu chuẩn ở môn thể thao nào? Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng cầu. Dạ bóng bàn ạ. Bóng chuyền ạ. Kim loại nào sau đây bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit mỏng và bền bảo vệ? Trung kiện. Al. Đúng là như vậy. Hai tiêu bản rùa Hồ Gươm đang được trưng bày trong ngôi đền nào ở Hà Nội? Trung hiếu. Đền Ngọc Sơn. Chính xác. Dân cư Hoa Kỳ được hình thành chủ yếu do quá trình? Trung hiếu. Cư. 10 điểm. Tri âm là tên live show của ca sĩ nào?
Trung Kiện, Mỹ Tâm, 10 điểm. What organ in the human body has the sense of smell? Trung Hiếu, nose. Chính xác. Singapore, kinh đô của nước Champa xưa, nằm ở khu vực nay là tỉnh nào? Trung Kiện, Phú Yên. Đáp án là Quảng Nam ạ. Thái Đức thông bảo, cảnh thịnh thông bảo là một số loại tiền được đúc dưới triều đại nào trong lịch sử? Tây Sơn. Chính xác. Ong là một trong số ít các loài côn trùng có thể giúp được gì trong quá trình sinh trưởng? Trung Hiếu, thụ phấn. 10 điểm. Từ Hán Việt nào ban đầu để chỉ 5 loại cây trồng cho Hà Tề ăn? Trung Hiếu, ngũ cốc. 10 điểm nữa. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo? Trung Hiếu, thời gian. Tiếp tục là 10 điểm. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động rồi. Và các bạn đều đã có những điểm 10 đầu tiên cho riêng mình, rất xứng đáng. Hãy cùng xem họ đang sở hữu những số điểm như thế nào. Uyên Vy cần cố gắng hơn ở phần thi sau. 30 là điểm số của Trần Lâm. Đang có 80 điểm là Trung Kiên. Và dẫn đầu với 120 điểm là Trung Hiếu. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Nhiệm vụ của các bạn trong phần thi chướng ngại vật ngày hôm nay đó chính là tìm ra một từ khóa gồm có 6 chữ cái. Và những từ hàng ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Trung Hiếu. Em xin lựa chọn từ hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 4 chữ cái với câu hỏi như sau. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ sau? Đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Có hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời, đó là Trung Hiếu là chớp và Uyên Vy là trời. Và chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời chướng ngại vật của Trung Kiên. Xin mời bạn. Câu trả lời chướng ngại vật là sấm sét ạ. Trung Kiên đã đưa ra câu trả lời là sấm sét và Uyên Vy là người nhấn chuông ngay sau đó. Xin mời Uyên Vy. Dạ, sấm sét ạ. Đúng là có 6 chữ cái. Và đúng là chớp cũng có liên quan tới sấm sét thật. Trời cũng liên quan đến sấm sét. Chúng ta còn chưa biết đáp án của câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Trung Kiên, bạn đang suy nghĩ thế nào? Em cũng không biết nữa. Em đang hơi lo một chút. Bạn hồi hộp 1 thì có lẽ khán giả của bạn đang hồi hộp 10 đấy ạ. Hai bạn đã đưa ra một câu trả lời giống nhau. Nhưng chắc sự vội vàng này cần sự thận trọng hơn bao giờ hết. Theo luật của chương trình thì Trung Kiên và Uyên Vy rất tiếc phải tạm dừng phần chơi của mình tại đây trong phần thi vượt chướng ngại vật. Trung Hiếu và Trần Lâm sẽ tiếp tục giúp Trung Kiên và Uyên Vy vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hàng ngang số 1 với những câu trả lời của các bạn thí sinh. Chúng tôi xin chúc mừng Trung Hiếu, chớp là đáp án chính xác. Bạn đã có thêm điểm 10 trong phần thi vượt chướng ngại vật. Giờ là lúc Lâm đưa ra lựa chọn của mình. Dạ, em xin lựa chọn hàng ngang số 3 ạ. Hàng ngang số 3 gồm có 7 chữ cái. 18-55mm, 70-200mm, 85mm là những thông số thường được ghi trên bộ phận nào của máy quay? Lâm chưa đưa ra câu trả lời và câu trả lời của Trung Hiếu là ống kính. Và khi Trung Hiếu trả lời thì lắc đầu liên tục. Đáng ra bạn phải gật đầu mới đúng ạ. Ống kính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì Trung Hiếu hãy giúp chúng tôi lựa chọn một từ hàng ngang nữa. Em lựa chọn từ hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 3 chữ cái. 3 thể thủy tinh, con ngươi, điểm vàng, điểm mù là một số thành phần cấu tạo của cơ quan nào?
Cả hai bạn đều lựa chọn là mắt và đó cũng là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Trung Hiếu, Trần Lâm, mỗi bạn có thêm 1 điểm 10. Vẫn chưa có gì cụ thể quá đúng không ạ? Và chúng ta chỉ còn một từ hàng ngang nữa thôi. Đó là từ hàng ngang số 4 với 3 chữ cái. JPEG, BMP, PNG là một số định dạng của loại tập tin nào? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Và chúng tôi cuối cùng cũng đã nhận được tiếng chuông từ Trung Hiếu. Xin mời bạn. Đáp án của em là dữ liệu. Đáp án của Trung Hiếu là dữ liệu. Trung Kiên có vẻ như chưa đồng ý lắm với quan điểm của Trung Hiếu. Và chúng tôi cũng vậy Hiếu ạ. Rất tiếc. Bây giờ thì phần thi vượt chướng ngại vật chỉ còn dành cho Trần Lâm thôi. Nhưng mà trước đó chúng ta hãy cùng đến với đáp án của từ hàng ngang số 4. Trần Lâm đưa ra câu trả lời là ảnh. Và đây là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Lâm. Bây giờ sẽ còn một hình ảnh ở ô trung tâm nữa và muốn lật được hình ảnh này, chúng ta hãy trả lời một câu hỏi. Và từ này có 4 chữ cái. Về nhà đi con, những ngày không quên, sinh tử là một số. Truyền hình trên sóng VTV đã để lại dấu ấn nhất định với khán giả. Đó chính là những bộ phim truyền hình, phim là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Trần Lâm. Tiếng chuông mà chúng tôi mong mỏi đây rồi ạ. Xin mời em. Dạ, câu trả lời của em là máy ảnh ạ. Vâng, và đó cũng là câu trả lời mà chúng tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi ạ. Tại sao đến bây giờ các bạn mới trả lời ra câu máy ảnh này? Chúc mừng Trần Lâm. Trần Lâm đã giúp đỡ lần lượt của chúng ta vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật với đáp án chính xác đó là máy ảnh. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh của vật. Và chức năng này cũng tương tự như ở mắt của người. Hai vật quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối. Ngoài ra còn có chỗ đặt màn hứng ảnh, ví dụ như phim. Thực ra là cái bức hình vượt chướng ngại vật rất là khó đoán đúng không ạ? Kiên có đoán đây là bức hình gì không ạ? Em nghĩ là đây là bức hình được chụp bởi cái máy ảnh đầu tiên trên thế giới. Vâng, đây là một trong những bức hình cổ xưa nhất còn sót lại, được chụp tại Pháp vào năm 1827 và có tên là Nhìn từ cửa sổ tại Le Grasse. Và phải nói rằng là trong phần thi này thì các bạn thí sinh đã khá là khó khăn để vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật. Máy ảnh là một từ khóa mà rất thân thuộc với tất cả chúng ta rồi. Và khi mà chúng ta chụp ảnh thì không chỉ là chúng ta có những bức hình đẹp mà đó là lúc mà chúng ta thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống. Còn bây giờ là lúc chúng ta cùng xem điểm số của các bạn có được sau hai phần thi đầu tiên là như thế nào. Nguyên Vi cần cố gắng hơn nữa. Trần Lâm đang sở hữu 70 điểm. Đang có 80 điểm là Trung Kiên và dẫn đầu với 150 điểm là Trung Hiếu. Đến hàng ngang thứ hai thì em đã biết được chướng ngại vật là máy ảnh, nhưng mà lúc đấy là đã quá muộn để em có thể bấm lại rồi ạ. Góc hình ảnh không rõ cho nên là cũng khá là khó các bạn ấy. Thực sự em nghĩ nếu mà em dành ra một chút thời gian thì chướng ngại vật này sẽ không khó lắm. Chắc chắn rằng ở những phần thi còn lại, nó sẽ là những cái phần thi mà chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các bạn. Do đó em chắc chắn là sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để giữ vững lợi thế của mình. Ai sẽ là người tận dụng tốt những cơ hội tăng tốc này? Chúng ta cần khẩn trương hơn bao giờ hết. Xin giới thiệu với quý vị, đây là người lụn may mắn nhất của ngày hôm nay. Người giành được 40 điểm trong cơ hội này là... Cách đây ít phút thì Trần Lâm là người giúp cả bốn thí sinh vượt qua phần thi vượt chướng ngại vật. Và không biết ở phần thi tiếp theo đây ai sẽ là người tận dụng tốt những cơ hội tăng tốc này. Những khó khăn của phần thi vượt chướng ngại vật đã qua đi và bây giờ là lúc mà chúng ta cần khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn. Bộ tem sau nói về sự tích gì?
Có hai thí sinh trả lời là dưa hấu, hai thí sinh trả lời là mai ăn tiêm. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là sự tích dưa hấu hoặc sự tích mai ăn tiêm đều đúng. Xin chúc mừng cả bốn bạn đều giành điểm. Trung Kiên có được 40 điểm, Nguyên Vy có 30 điểm, Trung Hiếu có 20 điểm và Trần Lâm có thêm 10 điểm. Câu hỏi số 2 của các bạn như sau. Hãy sắp xếp các trò chơi với tên tương ứng. Cả bốn bạn đều lựa chọn là D, A, B, C. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đúng là D, A, B, C. Trung Hiếu có thêm 40 điểm, Trung Kiên có thêm 30 điểm, Trần Lâm có thêm 20 điểm và Uyên Vy giành được thêm 10 điểm. Các bạn thí sinh đang thể hiện rất tốt ở phần thi tăng tốc. Hãy giữ vững phong độ ở câu hỏi ngay sau đây. Các bạn hãy tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Hình B là câu trả lời của Trung Hiếu, E là lựa chọn của Uyên Vy và B là đáp án của Trung Kiên. Tôi muốn hỏi Trần Lâm tại sao lại là A? Dạ, câu này em lụi ạ. Lụi rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở hình vẽ này thì ở mỗi hàng từ trái qua phải thì hình vuông có kích thước 3x3 này sẽ xoay một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Và ở mỗi hình tiếp theo thì sẽ được cộng thêm một hình vuông được đánh màu đen. Và như vậy là hình cần tìm ở đây sẽ là hình có 5 ô đen ở bên trong, là hình E. Điều đó có nghĩa người duy nhất đạt điểm trong câu hỏi này là Uyên Vy. Bạn có thêm 40 điểm. Trung Hiếu đã đưa ra hình E ở những giây đầu tiên. Nhưng mà tại sao bạn lại thay đổi ạ? Tại vì em lụi ạ. Tức là cũng không phải là tính ra E từ đầu đúng không ạ? Tất cả đều là lụi nhưng mà hai bạn lụi hôm nay đều lụi rồi. Uyên Vy thì sao ạ? Dạ em hơi bất ngờ. À đấy là cũng lụi. Xin giới thiệu với quý vị, đây là người lụi may mắn nhất của ngày hôm nay. Nó cũng có thể được coi là một chiến thuật trong phần thi tăng tốc đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng hơn hết gì thì gì, nếu mà đúng mà nhanh mà chính xác mà mình hiểu rõ câu hỏi và câu trả lời thì vẫn tốt hơn hết các bạn nhỉ. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ trả lời chính xác trong câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết đây là năm nào. Năm rất quan trọng, có rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong nước và quốc tế, đó là năm 1946. Không biết là bạn thí sinh nào sẽ đưa ra câu trả lời nhanh nhất, xin mời. Như vậy, người giành được 40 điểm trong câu hỏi này là Trung Hiếu. Và Trung Hiếu cũng là người duy nhất giành điểm sau cơ hội tăng tốc thứ tư này. Các bạn thí sinh đã tận dụng tốt những cơ hội tăng tốc của mình. Chúng ta hãy cùng xem sau phần thi thứ ba này ai đang là người dẫn đầu. Đang sở hữu 80 điểm là Uyên Vy, Trần Lâm đang có 100 điểm, 150 là điểm số của Trung Kiên và dẫn đầu với 250 điểm là Trung Hiếu. Em chưa được hài lòng lắm với lại phần thi của mình, bởi vì là em thấy em chưa được tận dụng thời cơ cho lắm ạ. Ở câu cuối thì cũng là một cái điều may mắn cho em rằng là chỉ có mình em trả lời được đáp án là 1946. Em vẫn cảm thấy hơi tiếc một chút ở câu số 3, tại vì ban đầu cũng có nghĩ là E nhưng mà đến gần cuối em lại được sang B. Em nghĩ rằng là ở phần thi về đích em sẽ cố gắng hết sức để mà
giữ vững cái lợi thế của mình. Có thể là em sẽ là người về đất cuối cùng, và lúc đấy, cái lúc mà em về đất thì điểm số nó còn sẽ thay đổi rất là nhiều, nên lúc đấy em sẽ đưa ra cái câu hỏi hợp lý. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu trả lời là muối bạc. Đoán chắc là anh chọn 20 điểm rồi. Em lựa chọn cái xe hy vọng ạ. 30 30 và 30 ạ. Give it your best shot.